Anh em pin OEM ha, bây giờ bỏ vô con Mini 4 Pro update firmware mới nhất, firmware 400 để coi là nó có bị tắt không mấy anh em nha. Rồi cục này thì cục OEM này thì của bên mình phân phối anh em ơi, chứ không phải là cục OEM mình mua trên shop be nha. Mấy anh em bán pin trên shop be mà bán pin pha ke cái mạch không chính hãng á, thì mình nói là pha ke thì phải chịu ha, chứ đó đúng là pha ke thiệt á nha. Rồi bây giờ update firmware thôi, mình phải bật quạt cho nó mát để nó đang update cái nó chết sống cái báo nữa anh em. Bật quạt cho nó mát rồi ok nè, install nè nha, điều thôi install. Update này sẽ không quay đầu được nha anh em, tại vì là nó bị chặn quay đầu nha. Rồi giờ cứ cho nó update thôi, bật quạt hết công suất luôn. Rồi bây giờ nó đang vô update firmware pin nè anh em, đèn của cái máy bay nó đang sáng, hai cái đèn giữa và nhấp nháy liên tục ha. Thì này bị bắt đầu nó đang flash firmware của pin rồi đó, để nó đồng bộ với cái firmware của máy bay ấy, anh em. Rồi lúc này mà tắt thì coi như là xong phim ấy, anh em. Ok. Update firmware xong, pin xong anh em ơi. Nó qua được cái bước update firmware pin rồi đó, pin giờ đang hiện sáng đèn hoạt động bình thường đó anh em. Nếu mà khúc này đáng lý, nếu mà nó tắt đó, là nó sẽ không còn sáng đèn, nó không còn tiếp tục update được đâu, nó sẽ báo lỗi update luôn. Nhưng mà cái này nó đã update được và nó đang tiếp tục chạy ha anh em. Rồi bây giờ là tới phần update của tay khiển nha anh em. Tay khiển đang nhấp nháy như đúng rồi ha anh em. Ok, update xong nha anh em. Rồi xong. Install it. Review. Rồi giờ bật máy bay lên là báo mà lỗi pin thì coi như dục cục pin thế anh em. Hoặc là pin không xác thực gì đó, không thể có cánh gì đó, bla bla bla, nói chung là những cái lỗi mà không thể bay được thì coi như là vứt. Xong. Đơn giản. Báo lỗi coi, báo lỗi của pin cho tôi coi. Lỗi đi. Rồi xong báo lỗi vậy. Đây, thông tin của pin nè ha. Đây cái số series nó là số SN nè, anh em cứ check bảo hành nó, vô tư. Đây nha, thông tin hiện lên đầy đủ ha. Rồi có báo lỗi không? Không báo lỗi luôn. Bây giờ nó cất cánh được, nó khởi động được thì nó mới là không có bị lỗi đúng không? Ok đúng không? Đó, ngoài này không có thông báo gì nữa hết. Rồi giờ mở cánh ra cho nó cất cánh thử. Đặt thêm một cái máy quay nữa. Rồi đặt thêm một cái máy quay nữa cho nó chắc cú. Ok, một rồi quay ngược, rồi quay xuôi lại nè, rồi 1 2 3 đề ba đưa nó show again. Chạy không khởi động được rồi. Yeah, không khởi động được rồi anh em. Xong, thì là pin OEM bị tạch hết hết anh em. OEM tạch luôn nha. Không khởi động được luôn nha anh em. Dễ à. Rồi ok anh em, bây giờ mình sẽ thử với cục Blue Zin nha anh em. Cục này thì bảo đảm luôn là Zin luôn. Đây là cục Zin chứ không phải cục OEM đâu. Mà tại mình lột cái tem nó rồi. Đó, bây giờ mình sẽ thử với cục Blue Zin xem coi là cục Blue Zin này nó sẽ như thế nào. Khi mà cục Blue Zin này thì mình chưa có update firmware. Firmware nó vẫn là cái firmware Zin của pin nha. Mình chưa update thì mình thử trên cái phiên bản mới nhất của Mini 4 Pro xem coi nó có bay được không nha anh em. Nãy cục OEM hiện tập đây. OEM nó đã không cho bay, nó không báo lỗi, không có hiện thông báo lỗi gì hết nhưng mà nó không bay được nha, nó không bay được. Bây giờ mình sẽ thử với cục Blue Zin coi nó bay được không.
Rồi, enable thu thách cọp nè, rồi đó, cục blue zin này không báo gì hết nè. Cục này là cục zin của mini 3 Pro mình mua từ hồi xưa tới giờ luôn nè. Đó, mấy cái mã này là đúng chuẩn của nó luôn đó, 16 lần sạc ha. Rồi mình đề ba thứ ha. Rồi xong luôn, cục blue zin cũng đặt luôn anh em ơi. Rồi không có ăn thua gì luôn, cục blue zin cũng bị tạch luôn anh em nè, tạch luôn. Rồi cục blue zin mình cũng đi bù chú luôn anh em. Rồi giờ mình sẽ thử mình update firmware nó coi coi là nó có thể còn sử dụng được không nha anh em. Để chết thử coi coi nó có update firmware không, chứ giờ nó đi bù chú luôn rồi. Rồi không có update firmware luôn. Yeah, không có update firmware pin luôn nha anh em, và cục pin BlueJean này của mình cũng tạch luôn nha anh em. Xong phim tạch luôn cục BlueJean luôn. Rồi lúc mình nói với anh em á, sẽ có nhiều người sẽ bị tạch giống như mình luôn, tạch cả pin OEM, tạch cả pin BlueJean luôn, tạch hết nha. Nhưng mà mình có cách sửa anh em, mình có cách sửa. Rồi giờ mình sẽ thử lại với cái cục pin mà OEM nãy của mình ha. Giờ cục pin OEM nãy mình bay được rồi nè anh em. Đó, cục OEM này ha. Đó, OEM nãy của mình nè. Đó. Giờ mình thử cho anh em coi nó bay được luôn nè. Nè, cục BlueJean. JIN là đi bụi chuối rồi nè. Bây giờ mình đổi sang cục OEM hết anh em. Đổi sang cục OEM mình, cục OEM mình bây giờ bay bình thường nha anh em. Nói chung là miễn là đồ của hãng là mình có cách để mình vượt qua được hết. Bay nè. Take off. Thấy chưa? OEM nha. Nè, làm lại nè. OEM đàng hoàng nha. Take off. Rồi giờ rút ra cho anh em coi pin luôn nè. Ôi em nha, đừng bảo mình bảo cho mình là ở trong này là mình xài ruột zin, ruột pin zin chết mình luôn á. Nhưng mình là có sao nó vậy chứ mình cũng không cần lừa anh em chi đâu. Ok không? OEM ha. Rồi, để mình đây là cục này của mình luôn nè, cục 5600 nè. 5600 mAh của mình nè. Đó, pin bay tới 50 phút, 55 phút nè. Bây giờ mình lấy cục 5600 này vô cũng bay được luôn. Rồi nè, thử nha. OEM nè. OEM bay bình thường luôn, không có vấn đề gì hết. Đó, bây giờ là cục 5600 ha. Hai ba chơi. Take off. Rồi sao anh em? 5600 mình vẫn sống sót ha. Đó. Tạch không? Rồi ai tạch chứ mình, bên mình không có tạch đâu anh em ơi, bên mình không bao giờ tạch nè. 5600, ok.